Chào tất cả các bạn, thì đất lành tình nồng là câu nhận xét ngắn gọn nhưng vô cùng chân phương về một môi trường sống tại Canada. Ứng cử viên quen thuộc cho bảng xếp hạng top 10 nước đáng sống nhất của UNESCO vào năm 1994. Thêm vào đó, quốc gia này hiện cũng đang sở hữu một nền giáo dục thành công thứ 7 trên thế giới, cùng nhiều cái đô thị đáng sống nhất hơn bất kỳ một cái xứ sở nào khác. Thì Canada đã chứng tỏ một cách thành công cho thế giới về chất lượng giáo dục và môi trường sống đẳng cấp của mình. Hàng ngàn, hàng triệu du học sinh trên toàn thế giới bằng những cái chính sách định cư Canada thông thoáng. Thì hôm nay, Tân Đại Dương sẽ có một buổi giải đáp thắc mắc về những cái chính sách định cư Canada để các bạn sinh viên có thêm được các thông tin chính xác. Và trong chương trình giải đáp thắc mắc liên quan tới việc định cư Canada ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cái sự tư vấn của chị chuyên viên tư vấn Trần Mỹ Kim từ công ty Tân Đại Dương. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu cho đổi cuộc trò chuyện ngắn với chị Mỹ Kim các bạn nhé. Chào Mỹ Kim. Xin chào Lộ cùng tất cả các bạn đang xem chương trình này. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi trao đổi về các vấn đề xoay quanh về chính sách định cư tại Canada. Và câu hỏi đầu tiên được đặt tới cho Kim được đến từ bạn Minh Vi. Thì câu hỏi của bạn Minh Vi có nội dung như sau. Thì chào Tân Đại Dương, mình tên là Minh Vi, đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh cách đây 3 năm. Mình có ý định du học chuyên sâu về ngành này ở Canada. Vì mình tìm hiểu thì biết được hiện Canada đang có nhiều chính sách định cư tốt cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là tỉnh bang Manitoba. Tân Đại Dương có thể cho mình thêm thông tin về bang này được không? Thì xin mời Kim hãy trả lời giải đáp cho bạn Minh Vi được rõ. Xin chào bạn Minh Vi. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho công ty du học Tân Đại Dương. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Thì ngày nay Canada hiện là một trong những quốc gia thu hút rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Và những chính sách ưu đãi về học phí cũng như là chính sách định cư tại Canada và cũng như cơ hội việc làm dành cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp. Và mỗi tỉnh bang thì đều đề ra những chính sách riêng nhằm thu hút những sinh viên dành cho bang của mình. Đúng như bạn tìm hiểu thì tỉnh bang Manitoba hiện đang là một trong những tỉnh bang nổi bật nhất tại Canada vì nó đang áp dụng những chính sách thông thoáng và ưu đãi, ví dụ như là hoàn trả 60% học phí nè, hoặc là miễn bảo hiểm y tế nè, và hướng dẫn việc làm và cho phép các bạn định cư tại Canada chỉ 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Và cụ thể chương trình như sau. Đầu tiên nói về chính sách hoàn trả tiền lên đến 60% tiền học phí. Tiền tối đa là khoảng 25.000 đô la Canada cho sinh viên quốc tế học tập và làm việc tại Manitoba. Thời gian hoàn trả sẽ kéo dài trong vòng 10 năm thông qua chương trình thuế thu nhập cá nhân. Và thứ hai là miễn phí về bảo hiểm y tế, thì đây là chính sách đặc biệt nhất và thể hiện sự quan tâm của chính phủ tại bang này dành cho sinh viên quốc tế, thể hiện qua việc chi trả toàn bộ các phí dịch vụ y tế như là khám chữa bệnh hay là phẫu thuật. Nộp hồ sơ xin định cư sau 6 tháng làm việc tại Manitoba thì chỉ duy nhất có sinh viên quốc tế học tập tại bang Manitoba mới được chính quyền tỉnh bang đưa ra chương trình đặc biệt này. Và ưu tiên cho các bạn là không dựa vào hệ thống tính điểm cũng như là không cần người bảo lãnh, chỉ cần xét hồ sơ là có thể dễ dàng định cư tại Canada một cách hợp pháp. Và với những chính sách ưu đãi trên thì rõ ràng tỉnh bang Manitoba đang trở nên rất là hot và với tất cả các bạn sinh viên và đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Những chính sách trên gồm hoàn trả học phí nè, miễn phí bảo hiểm y tế nè, cũng như là cấp giấy phép ở lại làm việc 3 năm sau tốt nghiệp, cũng như là chính sách định cư tại Canada 6 tháng sau tốt nghiệp được bang Manitoba đề ra đã tạo ra một mối quan tâm đặc biệt không chỉ riêng đối với các bạn học sinh sinh viên Việt Nam người đi làm mà còn thu hút các bạn sinh viên trên toàn thế giới bởi những chính sách này. Và câu hỏi thứ hai được gửi tới bởi một phụ huynh, thì câu hỏi của chị phụ huynh này có nội dung như sau. Thì tôi là phụ huynh của cháu Thanh Lan, con gái tôi đang đi học năm nhất ngành marketing. Tôi cũng tìm hiểu nhiều về Canada thì thấy nhiều sinh viên khi du học thành phố Vancouver, Toronto, mà đây là hai thành phố lớn nên khá là xô bồ đông đúc. Tôi thấy bang Manitoba cũng có nhiều chính sách định cư rất tốt, nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm một số tỉnh bang khác có chính sách định cư Canada tương tự như là Manitoba. Tân Đại Dương có thể đề cử cho tôi thêm thông tin để tham khảo được không? Cảm ơn Lộ cũng như là các bạn, cảm ơn phụ huynh của bạn Thanh Lan đã gửi thư thắc mắc này đến Tân Đại Dương. Và tôi xin trả lời thắc mắc của chị như sau. Thì theo như ý định của chị, tôi cũng xin giới thiệu cho chị là tỉnh bang Saskatchewan. Thì Saskatchewan còn được gọi là vựa bánh mì của Canada, nổi tiếng về đồng lúa và đồng cỏ, tọa lạc tại phía tây Canada. Thì Saskatchewan giáp ranh với lãnh thổ là Tây Bắc,
và Mỹ. Tỉnh có hình chữ nhật rộng hơn 651.000 km2 và dân số thì khoảng tầm 1 triệu người, chiếm khoảng 3% dân số ở Canada. Ở tỉnh bang này thì có 3 trường đại học nổi tiếng, đó là University of Saskatchewan, University of Regina và First Nation University of Canada. Cũng giống như bang Manitoba thì tại tỉnh bang Saskatchewan cũng đưa ra những chính sách rất là hấp dẫn và khuyến khích nhập cư, ví dụ như là hoàn trả 60% học phí nè, miễn phí hoàn toàn về bảo hiểm y tế nè. Và những sinh viên quốc tế thuộc một trong hai loại sau đây thì sẽ được cấp thường trú dân tại Canada khi nộp hồ sơ tại Saskatchewan với những điều kiện, ví dụ như là đầu tiên là đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng đại học thì bạn chỉ cần hoàn tất chương trình học ở Canada ít nhất là một năm học là khoảng 8 tháng và nhận văn bằng cũng như chứng chỉ tại một trường được công nhận ở Canada. Bạn đã từng làm việc cho công ty hoặc doanh nghiệp ở Saskatchewan ít nhất là 6 tháng, tối thiểu là 960 giờ theo giấy phép làm việc dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp. Và kinh nghiệm bao gồm làm việc trong trường hoặc là ở ngoài trường, hoặc là vừa học vừa làm, hoặc là thực tập theo chương trình của trường. Ngoài ra là bạn phải được cấp phép làm việc sau khi tốt nghiệp của cục di trú và có thư mời làm việc toàn thời gian chính thức từ một công ty tại Saskatchewan. Và riêng đối với sinh viên tốt nghiệp ở bậc thạc sĩ hoặc là tiến sĩ thì yêu cầu là phải hoàn tất chương trình thạc sĩ hoặc là tiến sĩ với tối thiểu là một năm học toàn thời gian từ đại học Saskatchewan hay là đại học Regina, và nộp đơn trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp nè, và có dự định sinh sống tại Saskatchewan, có tối thiểu là 6 tháng làm việc trong lĩnh vực đào tạo tại Saskatchewan. Hoặc ngoài ra là bạn còn phải đang làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc nhận được lời mời làm việc trong lĩnh vực đào tạo tại Saskatchewan với kỳ hạn ít nhất là 6 tháng. Vợ hoặc chồng đang làm việc chính thức toàn thời gian tại Saskatchewan, có đủ điều kiện tài chính để trang trải cuộc sống cơ bản là 10.000 đô cho ứng viên và 2.000 đô cho mỗi thành viên gia đình đi cùng. Và chính sách định cư Canada theo diện du học tại tỉnh bang Saskatchewan được áp dụng cho các sinh viên mới tốt nghiệp ở bậc cao đẳng đại học hoặc là ở bậc thạc sĩ và cả tiến sĩ có ý định làm việc và thường trú tại tỉnh bang Saskatchewan. Tân Đại Dương hy vọng là với những thông tin trên thì sẽ giúp chị đưa ra được những sự cân nhắc đúng đắn cho con đường học tập của con gái của mình. Thì câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của một bạn Hải Nam, nội dung của câu hỏi như sau. Em là Hải Nam, năm nay đang học lớp 12. Gia đình dì ruột em đang sống và làm việc tại thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia, nên gia đình em cũng muốn em sang đó học tập và sống tại nhà dì em. Theo em tìm hiểu thì biết được Vancouver được gọi là thành phố của những khu phố, bởi tại đây mỗi khu phố đều có những nét đặc trưng về mặt chủng tộc và văn hóa riêng. Ở đây các khu phố của người Hoa, người Anh hay người Đức với đầy đủ những đặc trưng về ẩm thực hay văn hóa là thành phố lý tưởng cho du lịch ở Canada. Nghe thì rất lý tưởng, nhưng em muốn tìm hiểu kỹ hơn về chính sách định cư Canada tại bang này. Vì lên mạng tìm thì rất nhiều thông tin, em bị rối nên Tân Đại Dương vui lòng cho em thông tin cơ bản về chính sách định cư Canada tại bang này. Em cảm ơn rất nhiều. Vâng, thì khi mà các bạn lên mạng, các bạn sợ thì thông tin sẽ rất nhiều, nhưng mà các bạn sẽ không biết được đâu là thông tin mới nhất hay là cũ nhất, nên nó rất là dễ nhập nhằng. Thì Kim hãy chia sẻ rõ hơn cho bạn Hải Nam được rõ ha. Cảm ơn Hải Nam đã gửi câu hỏi đến công ty Tân Đại Dương. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn Nam như sau. Thì như là bạn đã tìm hiểu thì tỉnh British Columbia là một tỉnh bang vô cùng phù hợp cho các bạn du học sinh tại Việt Nam bởi nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Tất cả các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp đều được cấp giấy phép ở lại làm việc từ 1 cho tới 3 năm tùy theo chương trình học và tối thiểu là từ 1 năm trở lên. Và khi đó thì bạn sẽ có thể đăng ký tham gia vào chương trình định cư Skill Immigration của tỉnh bang British Columbia hoặc Express Entry của Canada, cụ thể như sau. Đối với chương trình Skill Immigration hoặc là Skills Worker thì đây là chương trình định cư lao động theo dạng tay nghề tỉnh bang dành cho các cấp quản lý hoặc là các nhà chuyên môn hoặc là thợ lành nghề. Đối với Skill Immigration thì Healthcare Professional, đây là chương trình định cư dành cho các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe, dành cho bác sĩ, y tá hoặc là những người lao động trong lĩnh vực y tế có đăng ký hoặc được thuê bởi chính phủ. Chương trình Skill Immigration International Graduate, đó là chương trình định cư dành cho các bạn sinh viên quốc tế có bằng cao đẳng hoặc là đại học được cấp bởi các trường cao đẳng hoặc đại học ở Canada. Ngoài ra còn có chương trình Skill Immigration International Postgraduate. Đây là chương trình định cư dành cho các bạn sinh viên quốc tế có văn bằng sau đại học, thạc sĩ hoặc là tiến sĩ trong các ngành về khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng hoặc là khoa học về sức khỏe được cấp bởi các trường đại học ở tỉnh bang British Columbia.
Và đối với chương trình Entry Level and Semi Skill thì đây là chương trình định cư bán chuyên dành cho công nhân trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch và khách sạn, chế biến thực phẩm và vận tải đường dài bằng đường bộ, hoặc những người có việc làm ở những khu vực phát triển Đông Bắc, British Columbia. Và trên đây chính là những chính sách định cư Canada mà tỉnh bang British Columbia đang áp dụng dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Thì có thể thấy là tỉnh bang British Columbia đang rất tích cực trong việc thu hút nhân tài để mà trên khắp thế giới về cái tỉnh bang của mình. Và hệ thống giáo dục công cộng của tỉnh bang này cũng thuộc hàng cao cấp nhất trên thế giới, được phản ánh dựa trên số lượng sinh viên quốc tế tại đây. Hệ thống mang tính thực tiễn cao là mô hình toàn cầu cho một nền giáo dục tiến bộ và linh hoạt. Chất lượng các ngành thì được quy định và duy trì bởi British Columbia Education Quality Assurance, một hệ thống chỉ định bởi tỉnh bang được công nhận toàn cầu như là một biểu tượng của chất lượng. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tham khảo một số trường cao đẳng đại học chất lượng ở tỉnh bang này, ví dụ như là Langara College, Royal Roads University, Simon Fraser University, University of British Columbia hoặc là Victoria University, vân vân. Và học phí thì sẽ dao động khoảng tầm từ 12 cho tới 20.000 đô la Canada cho một năm. Nãy giờ chúng ta đang trả lời thư cho những bạn mà đang ở Việt Nam, đang có dự định đi du học Canada, và bây giờ sẽ là một bức thư đặc biệt hơn một xíu của một bạn đang đi du học bên Mỹ và muốn chuyển hướng qua Canada. Thì nội dung câu hỏi của bạn như sau: chào Tân Đại Dương, em hiện đang học chương trình tiếng Anh tại Mỹ được 6 tháng rồi, nhưng vì không thích môi trường ở Mỹ lắm nên em có ý định chuyển sang thành phố Toronto, Canada. Theo em tìm hiểu, Canada đang mở rộng những chính sách định cư Canada cho sinh viên quốc tế. Mỹ thì còn đang rất là hạn chế. Anh chị có thể cho em thêm thông tin về chi phí học tập cũng như là chính sách định cư Canada tại Toronto được không? Thì đây là câu hỏi của một bạn có tên là Hoài Thanh. Bạn đang ở Cali, Mỹ, gửi cho chương trình của chúng ta. Cảm ơn bạn đã gửi thư thắc mắc cho công ty Tân Đại Dương. Và tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Vì bạn không có nói rõ là bạn muốn học chương trình nào, cao đẳng hay là đại học, nên Tân Đại Dương chỉ có thể trả lời chung cho bạn mà thôi. Ở Canada thì được biết tới là một trong những đất nước xinh đẹp với môi trường sống lý tưởng, con người thân thiện. Và trong vài năm gần đây thì Canada đang trở thành điểm đến du học lý tưởng cho rất nhiều du học sinh quốc tế, trong đó có cả Việt Nam. Bởi chính phủ Canada thì luôn coi trọng việc phát triển hệ thống giáo dục toàn diện và bằng cấp được đánh giá cao trên toàn thế giới. Tại tỉnh bang Ontario là trung tâm văn hóa, giáo dục và kinh tế lớn nhất tại Canada, với sự sôi động phát triển và chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới, thì Ontario chính là sự lựa chọn tốt cho việc học tập, sống và làm việc của tất cả mọi người trên thế giới. Đây cũng là một mảnh nước vàng cho những ai muốn có cơ hội việc làm, là nơi tập trung và phát triển của rất nhiều ngành nghề khác nhau. Và tại bang Ontario cũng là nơi hội tụ rất nhiều trường đại học và cao đẳng nổi tiếng, ví dụ như là University of Toronto, York University, Seneca College, George Brown College, v.v. Và so với những nước phát triển khác như là Mỹ, Úc, Anh, thì Canada có mức học phí dành cho các bạn sinh viên quốc tế tương đối là thấp và hợp lý. Học phí ước tính một năm tại trường cao đẳng thì chỉ dao động trung bình từ 12.000 cho tới 17.000 đô Canada cho một năm tùy chuyên ngành. Và học phí dành cho trường đại học thì dao động từ 15 cho tới 25.000 đô Canada cho một năm cũng tùy chuyên ngành. Và riêng đối với chi phí sinh hoạt một năm thì có thể ước chừng khoảng tầm 12.000 đô Canada cho một năm. Và tuy nhiên thì cũng sẽ có một số trường đại học lớn mức học phí sẽ cao hơn, lên khoảng tầm 30.000 đô Canada cho một năm. Và với khối ngành y dược thì học phí có thể lên tới 30.000 cho tới 50.000 đô Canada cho một năm. Ngoài cái mức học phí cũng như là phí sinh hoạt tương đối phù hợp thì tỉnh bang Ontario còn đề ra những chính sách định cư nhằm thu hút nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Cụ thể như là chương trình đề cử tỉnh Ontario được gọi là chương trình nhập cư Nominee Ontario. Thông qua chương trình này thì người nhập cư với các kỹ năng cũng như là kinh nghiệm mục tiêu của tỉnh có thể nhận được một giấy chứng nhận đề cử của tỉnh bang Ontario. Các chương trình nhập cư chấp nhận các ứng dụng theo một số loại chủng loại di trú như là Human Capital Priority Stream. Diện này thì cho phép các chương trình nhập cư Nominee Ontario đề cử các cá nhân có Express Entry liên bang và những người có giáo dục bắt buộc, kinh nghiệm làm việc lành nghề, khả năng ngôn ngữ. Thứ hai đó là French Speaking Skill Worker Stream. Đây là diện là các công nhân có tay nghề cao, có khả năng ngôn ngữ nói tiếng Pháp, tiếng Anh mạnh mẽ và những người muốn sống và làm việc lâu dài tại Ontario. General Category, thông qua diện này thì Ontario sẽ sử dụng lao động
có thể tuyển dụng lao động từ người nước ngoài cho các vị trí có tay nghề đã được phê duyệt theo phân loại của chính phủ Canada như là NOCO A hoặc là trình độ B. Những nhân viên này thì có thể sống ở nước ngoài hoặc ở Canada tại thời điểm nộp đơn International Student Category. Thì sinh viên với một International Student Offer Job Stream thì đây là chương trình được tạo ra để mà giúp cho người sử dụng lao động tuyển thêm sinh viên quốc tế, và nó được mở để mà sử dụng lao động và sinh viên ở Ontario với việc cung cấp trên địa bàn của tỉnh. Đối với chương trình tiến sĩ quốc tế, đây là chương trình dành cho cá nhân đã tốt nghiệp từ tiến sĩ tại một trường đại học công lập của Ontario. Chương trình thạc sĩ quốc tế International Master Graduate Stream, đây là chương trình hiện đang hoạt động như là chương trình thí điểm tạm thời, là các cá nhân đã tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ từ một trường đại học công lập ở Ontario. Sau khi tốt nghiệp chương trình từ bậc cao đẳng trở lên thì bạn sẽ có thể xin được cấp giấy phép ở lại làm việc khoảng tầm 3 năm. Và theo đó thì sẽ tùy vào kinh nghiệm làm việc cũng như là ngành nghề mà bạn theo học thì bạn có thể nộp vào một trong các loại chương trình đề cử ở trên tại bang. Thì câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi của vị phụ huynh hỏi về tỉnh bang Quebec. Câu hỏi có nội dung như sau: vợ chồng tôi có tìm hiểu trên internet thấy có nhiều thông tin về chính sách định cư Canada ở tỉnh bang Quebec. Chúng tôi đang lên kế hoạch du học tại bang này vì chính sách định cư Canada ở bang này đang rất mở cửa. Đồng thời bang này chủ yếu là sử dụng tiếng Pháp. Chúng tôi đều đã từng học tiếng Pháp và tiếng Anh nên có thể sẽ giúp ích nhiều cho hồ sơ định cư sau này. Chúng tôi gửi thư cho tỉnh Đại Dương với mong muốn là tỉnh Đại Dương cho chúng tôi thêm thông tin về chương trình định cư Canada tại tỉnh bang này. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh chị đã gửi thư tới Tân Đại Dương, và Tân Đại Dương cũng xin trả lời thư của anh chị như sau. Nếu như cả hai anh chị đều có thể sử dụng tiếng Pháp và tiếng Anh thì sự lựa chọn tại thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec là tốt nhất, vì thành phố này có hai ngôn ngữ. Đây là hai ngôn ngữ được giao tiếp chính ở tỉnh bang này, và do trong lịch sử trước đây Canada từng là nước thực dân của Anh và Pháp, vì thế bang Quebec ngày nay có rất nhiều đặc quyền ở Canada. Điều này thể hiện rõ nhất trong chính sách định cư Canada là Quebec là bang duy nhất ở Canada có chính sách định cư riêng, không giống như chính sách định cư theo chương trình đề cử bang của các bang khác ở Canada chịu sự chi phối của chính phủ liên bang. Còn riêng với bang Quebec thì với quyền lập pháp của mình đã đảm bảo được tính ổn định của chính sách định cư nơi đây. Và nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến Quebec du học thì từ tháng 4 năm 2014 thì chính quyền bang lập nên chính sách định cư cấp tốc Quebec Experience Program, viết tắt là PEQ. Theo đó thì sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin định cư tại bang 6 tháng trước khi tốt nghiệp. Đây là và không yêu cầu thời gian làm việc và sẽ được duyệt trong vòng từ 1 cho tới 3 tháng. Và điều kiện đối với chương trình này là các bạn phải học tập từ 2 năm trở lên tại trường đại học của bang và phù hợp với điều kiện tốt nghiệp, và có trình độ tiếng Pháp phải đạt từ trung cao cấp trở lên. Và chương trình định cư PEQ có thể nói là chương trình dễ dàng hơn rất nhiều so với chương trình chính sách định cư của các bang khác tại Canada. Và chính sách này của chính phủ liên bang CEC, nếu mà học sinh chưa biết tiếng Pháp thì có thể theo học 5 lớp tiếng Pháp tại trường theo chỉ định. Đây là những trường tại bang Quebec thì sẽ đạt yêu cầu của chính sách định cư. Và bang Quebec thì với hệ thống các trường đại học nổi tiếng, ví dụ như là McGill University, Concordia University, Bishop University, đào tạo đa dạng, gắn liền với các nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong các ngành như là ngành công nghệ môi trường, y tế, là nha khoa, quản trị kinh doanh, nghiên cứu khoa học, dược phẩm, kỹ sư, v.v. Và lương của sinh viên vừa mới tốt nghiệp có thể lên tới 16.000 cho một năm. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi có nội dung như sau. Hiện em đang học năm nhất ngành dầu khí ở Việt Nam. Em có bạn đang học ở trường SAIT ở Calgary, Alberta. Em nghe bạn em nói là ngành dầu khí ở tỉnh bang Alberta là một trong những ngành đang cực kỳ hot. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều được giữ lại làm việc. Em cũng đang lên kế hoạch du học Canada cùng trường với bạn em. Em muốn tìm hiểu thêm về chính sách định cư Canada tại bang này. Tân Đại Dương giúp em nha. Cảm ơn bạn cũng đã gửi thư thắc mắc đến cho công ty Tân Đại Dương. Alberta là ngôi nhà của hơn 17.000 sinh viên quốc tế và là một trong những điểm đến du học chính ở trong nước. Và điều gì đã khiến cho nhiều người đã lựa chọn du học ở Alberta hơn là Ontario hay là British Columbia hay là Quebec? Và nhiều người thì thường nói là điều thu hút mọi người ở Alberta thường có trong các đặc điểm như sau. Đầu tiên đó là thiên nhiên hoang dã hoặc là giàu. Và
Nếu bạn muốn học về kỹ thuật dầu khí thì có thể nói tỉnh bang Alberta là một trong những nơi tốt nhất dành cho bạn để mà bạn có thể chọn học chuyên ngành về kỹ thuật dầu khí. Vì dầu khí là nền móng của kinh tế ở Alberta, tập trung đến 97% trữ lượng dầu mỏ của cả nước. Và trong khi Canada là quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới về trữ lượng dầu mỏ sau Ả Rập Saudi và Venezuela. Thông qua chương trình đề cử tỉnh bang Alberta thì người nhập cư với các kỹ năng và kinh nghiệm mục tiêu của tỉnh thì có thể nhận được một giấy chứng nhận đề cử của tỉnh Alberta, sẽ tăng tốc trong quá trình nhập cư nói chung. Và cách lựa chọn này cho phép các cá nhân có thể áp dụng cho chương trình định cư mà không cần hỗ trợ sử dụng lao động. Nó bao gồm 3 loại, thứ nhất là dành cho thợ lành nghề, thứ hai là dành cho các kỹ sư nhà thiết kế soạn thảo với kinh nghiệm làm việc ở Alberta, và chương trình Boss Graduate Worker thì dành cho những người đã tốt nghiệp từ một trường cao đẳng đại học được công nhận tại Alberta và hiện đang làm việc tại Alberta trong một nghề nghiệp là đủ điều kiện trên giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, có thể hội đủ điều kiện cho chương trình này. Và thành phố bạn chọn học là Calgary, là thành phố có nền kinh tế mạnh nhất ở Canada, là quê hương của nhiều ngành công nghiệp đa dạng như là năng lượng, sản xuất, vận chuyển, công nghệ và tài chính. Và dẫn đầu đó chính là dầu mỏ. Và đây cũng là thành phố được xếp hạng là một trong những nơi tốt nhất để làm việc ở Canada và cũng là thành phố đứng thứ 2 trong số 24 thành phố giàu có nhất trên thế giới về chỉ số thịnh vượng năm 2013. Tiếp theo sẽ là câu hỏi liên quan tới tỉnh bang New Brunswick. Thì tên Đại Dương cho em hỏi thông tin về tỉnh bang New Brunswick, Canada. Học ở bang này có tốt không? Vì em thấy đa phần các bạn sinh viên đều chọn những tỉnh bang lớn như Ontario, British Columbia, Manitoba hay là Quebec, chứ ít thấy ai chọn New Brunswick. Em thấy có người thân ở đây nên ba mẹ em muốn em học ở đây để cho bố mẹ yên tâm. Nhưng em lo lắng học ở đây sẽ buồn, không sôi động, chính sách định cư Canada không được tốt như các bang khác. Thì với cái lo lắng của bạn thì chị Kim thử chia sẻ thêm để cho bạn có cái gì đó tự tin hơn khi mà lựa chọn cái bang này để mà theo học. Cảm ơn bạn đã gửi thư thắc mắc về cho công ty Tân Đại Dương. Tôi xin chia sẻ với bạn thông tin về tỉnh bang New Brunswick như sau. Thì New Brunswick là một trong 4 bang ven biển ở miền đông của Canada. Nhiệt độ mùa hè sẽ dao động từ 20 cho tới 30 độ C và mùa đông thì khoảng âm 5 độ C, thuộc khí hậu ôn đới hải dương và dân số thì khoảng 750.000 người. Và GDP đầu bình quân đầu người là 42.000 đô Canada. Và với tình trạng là đất rộng người thưa như hiện nay thì bang New Brunswick đang khao khát được bổ sung nguồn nhân lực. Vì vậy bang này đã đưa ra những chính sách định cư rất là hấp dẫn. Và điều kiện yêu cầu cho việc định cư được tối giản hóa đi, chỉ cần là các bạn ứng viên nằm trong độ tuổi từ 22 cho tới 55 tuổi và có trình độ Anh văn nhất định, tìm được một công việc chính thức tại bang New Brunswick. Cơ sở kinh doanh của chủ thuê lao động là phải hoạt động trên 1 năm và mức lương chi trả phải phù hợp với tiêu chuẩn lương bổng của bang. Ngoài ra, các ứng viên còn phải đạt các tiêu chuẩn khi xin định cư theo chương trình đề cử của bang. Bộ di trú bang đã thiết kế hệ thống thang tính điểm và điểm tuyệt đối là 78 điểm và ứng viên chỉ cần đạt 50 điểm là đã có thể được chọn rồi. Chính sách định cư đề cử của bang có thể được đúc kết tạm thời như sau. Đầu tiên đó là bạn chỉ cần học trong vòng 2 năm ở bang New Brunswick và tìm được việc làm thì du học sinh có thể xin được định cư thành công. Yếu tố quan trọng nhất đó là bạn phải tìm được việc làm sau khi hoàn tất chương trình học. Và thứ hai đó là du học sinh học trong vòng 2 năm ở bang New Brunswick và làm việc 1 năm sẽ được cộng thêm 20 điểm. Số điểm cộng đó đã chiếm 40% trong mức 50 điểm yêu cầu của chương trình định cư của bang. Và điều này cho thấy được là tầm quan trọng của việc học và việc làm ở bang New Brunswick. Và ngoài ra thì thế mạnh trong chính sách định cư của bang New Brunswick chính là việc nới lỏng danh mục việc làm. Và hầu như các ngành nghề nào cũng có thể xin định cư. Và đây có thể nói là bang nới lỏng danh mục ngành nghề nhất ở Canada. Thông thường thì chính sách định cư theo chương trình đề cử của bang thì đều yêu cầu ứng viên phải tìm được việc làm. Đồng thời công việc phải thuộc trong danh mục các loại như A, B, C và O. Và có bang thì nới lỏng một vài loại công việc thuộc danh mục C. Và chỉ có duy nhất bang New Brunswick thì chấp nhận tất cả các danh mục nghề nghiệp. Đồng thời thì chỉ yêu cầu nếu như công việc thuộc danh mục C và D thì phải liên quan tới lĩnh vực chế tạo. Du học sinh sau khi tốt nghiệp thì thường sẽ dễ xin được các công việc thuộc danh mục những bậc thấp. Và chính điểm này sẽ góp phần giảm bớt đi những độ khó của các bạn du học sinh. Ngoài ra thì tại bang New Brunswick thì không yêu cầu du học sinh sau khi tốt nghiệp phải tìm công việc phù hợp với chuyên ngành học. Điều này góp phần mở rộng phạm vi công việc cho du học sinh.
Và như đã nói ở trên thì chính sách định cư theo chương trình đề cử bang của New Brunswick thì phù hợp cho tất cả các đối tượng du học sinh. Đồng thời thì bang này cũng chấp nhận gần như toàn bộ các ngành nghề công việc, tạo điều kiện dễ dàng cho du học sinh định cư ở lại. Và hiện nay thì bang New Brunswick chưa thực thi chương trình Express Entry. Và do đó thì tất cả các đơn xin định cư theo chương trình đề cử bang New Brunswick sẽ theo trình tự đề cử bang, sau đó là phê duyệt của liên bang. Và tổng thời gian giải quyết đơn xin là khoảng tầm 15 tháng. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Theo mình tìm hiểu, Canada hiện đang là một trong những nước phát triển đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của rất nhiều các bạn sinh viên, không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, bằng các chính sách định cư Canada thông thoáng. Mình rất muốn đăng ký du học tại nước này. Mình đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và mình mới đi làm được 1 năm thôi. Mình không muốn đi học lên mà chỉ muốn học lại văn bằng 2 ngành du lịch khách sạn và muốn đăng ký chuyển tiếp chuyên ngành mình đã học. Tân đại dương có thể giới thiệu cho mình trường nào ở Canada nhận chuyển tiếp và chính sách định cư Canada tại tỉnh bang đó có tương đối dễ dàng không? Mình xin cảm ơn. Và cảm ơn bạn đã gửi thư tới Tân Đại Dương. Và nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin trả lời thư của bạn như sau. Thì theo như thư của bạn thì mong muốn của bạn là vừa muốn chuyển tiếp chương trình mình đã học và vừa muốn có được cái chính sách định cư Canada tại tỉnh bang đó phải tương đối thông thoáng nhất. Thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho bạn đó là tỉnh bang Nova Scotia. Thì Nova Scotia là một tỉnh bang có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và có lịch sử lâu đời tại vùng biển phía đông nam của Canada. Với số dân là hơn 1 triệu người thì Nova Scotia trở thành tỉnh đông dân nhất ở khu vực Đại Tây Dương. Và thủ phủ của bang này là thành phố Halifax. Do gần biển nên Nova Scotia có khí hậu đại dương hơn là lục địa. Đây là tỉnh ấm nhất ở Canada với 4 mùa xuân hạ thu đông rõ rệt. Chính sách định cư Canada tại bang Nova Scotia là khá đơn giản và không cần tính theo thang điểm. Và các sinh viên quốc tế có nhu cầu định cư thì chỉ cần thỏa mãn các điều kiện định cư như sau. Đầu tiên là phải thuộc độ tuổi từ 21 cho tới 55 tuổi, có việc làm tại bang Nova Scotia và công việc toàn thời gian 30 giờ một tuần. Và công việc thì nên thuộc nhóm loại ngành như là O, A hoặc B theo hệ thống phân loại NOC. Và với nhóm ngành thuộc loại C thì chỉ cần làm tại công ty ít nhất là 6 tháng và có kinh nghiệm làm việc liên quan 1 năm hoặc là 1.560 giờ tại bất cứ đâu, không nhất thiết là tại Canada. Đối với trình độ tiếng Anh thì tối thiểu phải có IELTS là 6 chấm và có trình độ học vấn tối thiểu là cao đẳng và không nhất thiết là phải học ở Nova Scotia. Và bạn phải chứng minh là mong muốn định cư tại Canada, tại bang Nova Scotia thông qua việc học và làm việc tại bang. Đặc biệt là theo quy định từ tháng 1 năm 2015 thì Bộ Di trú Liên bang cho thi hành chương trình định cư Canada cấp tốc là Express Entry với một số khác biệt như sau. Công việc phải thuộc nhóm ngành nghề theo quy định danh mục ngành nghề định cư Canada, trong đó thì đa số là lĩnh vực kinh tế và kỹ sư. Sử dụng thang điểm để xét duyệt với bang Nova Scotia có điểm tối thiểu là 67 điểm. Chương trình đề cử bang truyền thống là yêu cầu nghề nghiệp thoáng hơn rất là nhiều và không những chấp nhận tất cả các công việc thuộc nhóm ngành nghề loại O, A, B mà còn chấp nhận bộ phận ngành nghề thuộc loại C nữa. Chỉ cần ứng viên làm việc tại Nova Scotia trong vòng 6 tháng. Và yêu cầu này thì có lợi cho sinh viên học chuyên ngành về quản trị nhà hàng khách sạn của đại học CBU. Bởi vì sinh viên trong quá trình học thì sẽ có thực tập hưởng lương 12 tháng ở bang Nova Scotia. Thì chương trình thực tập này không những giúp cho các bạn sinh viên có thể tích lũy thêm kinh nghiệm việc làm đáp ứng đủ 1.560 giờ làm việc theo điều kiện định cư, còn có thể đáp ứng được điều kiện công việc loại C tại bang Nova Scotia trong vòng 6 tháng. Thì như vậy các bạn sinh viên chỉ cần tìm được công việc thuộc loại C là đã có thể xin được định cư. Và nhân đây thì Tân Đại Dương muốn giới thiệu cho bạn một trong những trường đại học lớn và chấp nhận chuyển tiếp của chương trình học ở Việt Nam, đó là trường Cape Breton University tại bang Nova Scotia. Thì đặc biệt với ngành bạn mong muốn học đó là quản trị du lịch khách sạn thì trường là trường đại học duy nhất ở Canada đào tạo chương trình cử nhân về quản trị nhà hàng khách sạn và du lịch trong thời gian là 3 năm. Đồng thời thì trong 3 năm đó sẽ bao gồm cả 12 tháng thực tập hưởng lương. Và trường thì sẽ giới thiệu việc thực tập cho các bạn sinh viên và thời gian thực tập ít nhất sẽ là 1.060 tiếng, thu nhập khoảng tầm 12.000 đô. Và thời gian thực tập dài nhất sẽ là 2.000 tiếng và thu nhập sẽ lên tới 24.000 đô. Trước khi tốt nghiệp thì bạn sẽ có kinh nghiệm 1 năm thực tập thì không chỉ giúp ích cho công việc sau này của bạn mà có thể xin định cư theo chương trình đề cử
định cư ở tỉnh bạn, là chương trình cử nhân với mức học phí thấp nhất, với tổng chi phí cho 3 năm học ăn và ở chỉ khoảng tầm 60.000 đô. Thông thường thì chi phí du học cử nhân cần khoảng tầm 120.000 cho tới 160.000 đô. Và đặc biệt thì nếu như thời gian cư trú tại bang Nova Scotia liên tục trong thời gian lên đến 12 tháng thì đồng thời không rời khỏi địa bàn tỉnh quá 31 ngày thì bạn sẽ đủ điều kiện xin được cấp thẻ bảo hiểm y tế của bang Nova Scotia. Thì thẻ y tế này sẽ áp dụng cho các cư dân của bang miễn phí thuốc thang và chi phí điều trị tại bệnh viện, nhưng không bao gồm thuốc gây mê hoặc là gây nghiện trong điều trị. Khi được cấp thẻ này thì bạn có thể xin thêm được bảo hiểm nha khoa sau này. Để kết thúc cho cái chương trình giải đáp thắc mắc thưa của tất cả các bạn liên quan tới cái việc định cư tại Canada, thì chúng ta sẽ trả lời một bức thư có nội dung như sau. Xin chào, tên Đại Dương, mình đang có ý định du học Canada vì gia đình bạn trai mình hiện đang sống và làm việc tại tỉnh bang Prince Edward Island, Canada. Nghe bạn trai mình nói thì bang này không có nhiều sinh viên Việt Nam lắm nên khá là thanh bình, không ồn ào. Điều này là mình cũng thích vì mình thích yên tĩnh, nhưng mình lo là không nhiều sinh viên học thì có tốt không? Chính sách định cư liệu có quá khó với sinh viên vừa tốt nghiệp hay không? Cơ hội việc làm ra sao? Mong Tân Đại Dương hãy tìm hiểu giúp mình nhé. Và cảm ơn bạn đã gửi thư tới công ty du học Tân Đại Dương. Và Tân Đại Dương cũng xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau. Đối với bang Prince Edward Island là một trong 4 bang ven biển của miền Đông ở Canada, cũng là bang nhỏ nhất của Canada. Với dân số là 140.000 người, GDP bình quân đầu người là 36.000 đô Canada. Và tuy là bang nhỏ nhất Canada nhưng lại là bang nổi tiếng với chính sách định cư hấp dẫn. Và những năm gần đây thì đông đảo người giàu có đã di dân sang Canada thông qua việc đầu tư kinh doanh tại tỉnh bang này. Và hiện nay nơi này cũng có rất nhiều doanh nghiệp của những người di dân giàu có này. Và hiện chương trình đề cử của bang đã hướng tới đối tượng di dân đầu tư kinh doanh hoặc là di dân kỹ thuật và di dân trong lao động. Và trong đó thì di dân kỹ thuật là thích hợp nhất cho các bạn du học sinh. Và chương trình này thì sẽ dễ hơn nhiều so với các chương trình định cư liên bang. Cụ thể là tuy là yêu cầu loại ngành nghề là O, A hoặc B nhưng mà không hạn chế 6 loại ngành nghề thường gặp. Và tất cả các ngành nghề thuộc O, A, B thì đều được chấp nhận tại bang này. Và ngay khi tìm được công việc làm tại bang Prince Edward Island là đã có thể xin được định cư mà không cần phải yêu cầu kinh nghiệm làm việc, một năm mới có thể làm đơn. Và tốc độ xử lý thì nhanh chóng và chỉ trong vòng một năm. Yêu cầu duy nhất đối với sinh viên quốc tế là phải tìm được một công việc toàn thời gian và thuộc các loại ngành nghề là OAB tại bang này. Và ngoài ra thì chính sách định cư tại Canada thì không quy định sinh viên quốc tế phải theo học tại bang Prince Edward Island, nhưng phải chứng minh là sau này bạn phải sinh sống tại bang Prince Edward Island. Và vì thế thì sinh viên từng theo học tại đây sẽ xây dựng được mối quan hệ bạn bè tại bang này. Và hiện bang Prince Edward Island thì chưa thông qua chương trình Express Entry, do đó thì sinh viên quốc tế phải xin định cư theo chương trình đề cử tỉnh bang theo cách đề cử truyền thống cộng với phê chuẩn liên bang, thời gian phê chuẩn cũng khoảng tầm 15 tháng. Prince Edward Island là bang nhỏ nhất Canada và nhiều người thì lo lắng là khó tìm được công việc tại bang này. Trong khi nghĩ đến cái điểm bất lợi này thì ta phải nghĩ ngay tới những lợi thế nổi trội tại bang Prince Edward Island. Và hiện nay tại bang Prince Edward Island thì có duy nhất một trường đại học, đó là University of Prince Edward Island. Vì vậy mà nguồn nhân lực cung cấp chính cho ngành nghề loại OAB đều đến từ sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học University of Prince Edward Island. Cảm ơn chia sẻ của chị Mỹ Kim. Nếu như tất cả các bạn còn thắc mắc về những cái chính sách định cư Canada thì hãy liên lạc ngay với đại diện tuyển sinh du học Canada tại Việt Nam và công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh nước ngoài Hà Nội. Các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi là visacanada.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình sau. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ.
hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.